Video Sai kính chào quý vị các bạn. Hôm nay Video Sai và cùng em Cường và em Công chim sẻ lên nhà em Dương ở Quảng Ninh để thăm em và chia sẻ không gian của em Dương. Mời quý vị các bạn cùng Video Sai vào trong này nhá. Úi trời ông em, chào tất cả anh em nhá. Chào Dương. Nhận lời mời của em đến chia sẻ cái sân vườn em tí. Chào Kiên nhá. Ok. Chào Thành nhá. Ok. Chào bạn. Đây là em Cường Trọc và em Công chim sẻ. Anh em nay lên đây thăm cái vườn cây của Dương một tí đúng không? Ôi. Đôi long nhanh thế. À có đôi long sáng nay là còn. Thấy ở Ninh Bình cơ mà. Khoảng mấy giờ tới đây nhỉ Dương nhỉ? 5 giờ sáng ấy. 5 giờ sáng. Vì tối hôm qua là em Dương Cẩu ở Ninh Bình bảo là đi tầm khoảng 1 giờ đêm đi. Hợp lý. Đây, em Sai chia sẻ cái không gian sân vườn của em Dương cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng. Em Dương vừa rồi vào một số cây phôi và đang đi vào hoàn thiện nữa quý vị. Dương anh hỏi một chút Dương ơi. Dạ. Anh thấy em cái dàn này trên này để không này thì em dự tính như nào đấy? Đấy dự tính là trên này em sẽ để cây mili. À. Sau này em chơi hết cây mili ở trên sân thượng này. Trên đấy nó khoảng được bao nhiêu mét vuông hả Dương? Trên đấy là 80 mét vuông. 80 mét vuông. Vậy anh được xếp một cái lầu trà và sau này để những cây mini xung quanh để chơi như thế. À ok. Vậy là những cây nho nhỏ này xong chọn hết. Còn dưới là to thôi. Đúng rồi. Đây anh em mình cùng đi tham quan một tí. Tham quan một chút. Dưới này lấy lâu rồi Dương? Dưới em lấy được nửa năm rồi. À thế ạ. Trông nhìn như 8 con vật đấy nhà Dương nhỉ? Hai mẹ con nai vàng đang ấp nhau. À đây, à có tên đây. Có biển. À đây đây. Mẹ con nhà nai vàng đây. Đây quý vị, có biển đây quý vị này. Con nai vàng. Minh Kiên bonsai. Minh Kiên là hai thằng con trai em. À. Là một cái logo hai thằng con. Rồi. Tác phẩm là Mẹ con nai vàng, chủ nhân Phạm Hải Dương. Số điện thoại 0972400387. Như những cái tác phẩm này em đang chơi thì em có giao lưu không hay là đang để chơi đã? Tác phẩm này em để chơi đấy anh ạ. À để chơi đã đúng không? Thế là mình chưa có ý giao lưu. Chưa. Đầu tiên thì nhìn thì như con vật nhưng mà đứng như thế này đúng nhìn như hai mẹ con nhà nai rồi. Đây. Ừ. Đây anh phải đứng check, anh phải đứng check cho đây một tí. Ờ đây. Đứng check cho đây một tí. Đấy. Đây. Hai mẹ con đang ấp nhau. Đang ấp nhau đấy. Đúng rồi. Chính xác luôn đấy. Và nó có một cái rất hay là cái con này không phải là con cấy mà nó lại mọc từ cái rễ này dài. Đây. Đấy, nó mọc từ cái rễ. Tức là không phải là con nuôi mà là con đẻ. Con đẻ. Con đẻ. Cái thân này ngày xưa nó kẹp vào cái phần đá nó dẹt. Ừ. Cong lên trông như con sên nhưng mà nhìn đầu kia thì lại là thành con nai. Ờ. À đây đây, liền luôn ở dưới luôn đúng không? Em mua là ở đâu? Em lấy ở trong Bình Định. Bình Định. À. Đây công này, chỗ dẹt này công này. Nó đang có toàn bộ này công này. Ngày xưa cái kẹt đá đây này. Ừ. Kẹt con đá. Dính. Đấy, đây, nhờ. Đây nhìn đây nhá, như đây là mông con này. Ờ. Mông đây này. Mông đấy. Muốn đây chân này. Đây. Lúc lúc khi em lấy con này ấy, thì là chỉ nhìn được mặt bên này thôi. Ừ. Thì nhìn nó như con sên. Đấy, sau khi bắt đầu anh bảo em quay video xem thì chốt lại là trên mặt bên kia. À. Đấy xong nhìn thấy hai mẹ con nó ấp nhau bắt đầu mới đặt tên tác phẩm mẹ con này. Công công giữ cho anh cái đầu cái. Anh vỗ mông nó chạy mất. Giữ giữ chắc. Đúng không? Vỗ mông cái này vàng. Đẹp. Nói chung là một cây ruối. Thực ra nếu phải nói ruối ấy thì tuổi đời thì anh không dám nói nữa vì chúng ta khai thác ở trên núi về thì rất nhiều năm tuổi công nhỉ. Nói chung là rất nhiều năm tuổi. Đấy, những cái nụ. Đấy, đây là nét thiên nhiên ban tặng. Đúng rồi, thiên nhiên ban tặng. Thiên nhiên ban tặng. Đấy, tất cả mọi cái. Và bắt đầu mình chỉ nuôi thêm những cái mầm này thôi, đúng không? Để mình làm thôi. Xanh xi là mình có thể mình cắt thì phôi ra được. Nhưng đúng mà riêng dưới là chỉ có khai thác thôi. Khai thác thôi, đúng rồi. Dăm em làm ok phết ở đây nhá. Ừ, dăm chắc được khoảng 2 năm nữa thì dăm kinh khủng. Mịn lắm. Nhưng bây giờ là nhìn nó đã được. Đúng rồi. Người ta hay ví như là dăm như dăm, dày như dăm dưới, công nhỉ? Bộ răm ruối là luôn luôn. Này em nuôi khoảng năm rưỡi nữa bắt đầu nó bị là tháo dây ra. Ờ xong là cho đi triển lãm thì nó mới đẹp rồi. Đúng rồi. Hy vọng ngày nào đó Ninh Bình triển lãm lại được mời tác phẩm này về. Đấy. Kể ra là gọi để tên tác phẩm là hai mẹ con nai vàng cũng được, cũng hay. Tức là hai mẹ con mà, đúng không? Như thế. Thì thêm có một tứ thôi. Thêm một từ. Đúng rồi. Khác nghĩa luôn. Bóng đẹp quá, lại đứng che có một cái tường sau trắng rất đẹp. Anh phải check cho đây một tí ấy. Ừ. Đẹp này. Đấy, check cho đây một tí nhìn rõ hai mẹ con đang gấp nhau. Rồi rồi rồi. Đây chia sẻ quý vị con tử này quý vị này. Đó.
đây là tác phẩm của rùa này nữa quý vị này, rất rẻ quý vị ạ. Nói chung sân chơi của em rất đẹp, rộng rãi quý vị ạ. Chia sẻ quý vị một cái phôi si đây nữa, bonsai thấy một phôi si rất quý luôn, già lắm quý vị ạ, cơ địa rất là ok, nảy đu được quý vị này, chùn tròn luôn. Đấy, cắt giật rất là nhiều, cổ truyền đẹp quá quý vị ạ. Đấy, quý vị này. Đấy, cơ địa đẹp lắm quý vị ạ. Già chùn tròn. Cắt giật tương đối nhiều. Một cây si rất đẹp về cả dáng quý vị ạ. Đỉnh của phôi si quý nhá. Nói chung là em Dương mới chơi thôi nhưng mà anh thấy chơi toàn đồ kỹ. Thật sự vậy. Ừ. Chất si đẹp. Chất si đẹp. Chất si rất đẹp. Đây chùn tròn này không này. Nhiều tuổi. Chùn tròn luôn. Ừ. Đấy. 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 Đẹp. Vì sai cứ chia sẻ quý vị trước một ít phôi để quý vị cùng chiêm ngưỡng. Ở bên sai sẽ chia sẻ cây hoàn thiện và tổng thể sân vườn. Đấy. Em Dương có vẻ thích ruối không ạ? Thấy nhiều ruối. Ừ, rất nhiều ruối luôn. Ủa cái ổi đẹp thế à? Đây cái phôi này đẹp này không? Phôi này là cây tán tầng đấy không nhỉ? Cây tán tầng đấy. Tán tốt lá quá. Ừ, tốt lá hơi khó chia sẻ nhưng mà cốt rất già quý vị ạ. Chia sẻ qua được không? Ờ. Đấy. Chưa biết những cây không có lá, đúng rồi, ít lá. Đây, cây này, cây trực. Em cắt một đỉnh lại. Ừ. Cái cơ bản nhất là em chọn cốt là rất dài. Đúng rồi. Chọn luôn đấy. Đây có hoàn thiện này, cái này mà thay cái chậu khác đẹp lắm này. Cái này nó, cái chậu này nó không hợp. Ừ. Thay cái chậu khác. Cũng già. Cây già. Cây già quý vị ạ. Cốt rất già rồi. Ở vị trí này của nhà em cái hình nó đang bị hơi bị sượng cây. Ừ. Khả năng là em mới thay chậu. Ừ. Bữa trước còn thay chậu nó hơi bị sượng cây. Anh thấy giật nhiều lắm không ạ? Chuyển cành giật rất nhiều này. Đấy, giật rất nhiều luôn. Cái này đang hoàn thiện được bộ râm thôi nhỉ. Ui, cây ổi dã man chưa không? Ui giời, cây ổi bonsai. Đẹp nhỉ. Ui giời ơi. Dã man. Ổi già chưa quý vị này. Quan trọng nó nạc mà lại côn cây à phải không? Nó từ ngày xưa từ một cây rất to này. Ừ. Bắt đầu cắt đi. Yeah. Đấy. Đây, cây phôi to đây. Dương ơi Dương, cây phôi này mua lâu chưa à, Dương? Ồ. Cường ơi Cường, to như cây tiên ông của em này. Nhờ yeah. Tầm đấy. Bệ đá này là anh thành đá phủ lý. Ờ, thành đá phủ lý xử lý. Nhìn nó nhuyễn nhỉ. Con này sau tất cả một cái này nó hít vào nhá. Nó bo. Ừ. Này được cái tay hoành kia được. Ừ, lấy ở đâu vậy em? Lấy Thái Bình. Thái Bình à? Ồ đấy. Đang chặn cái đầu rễ. Tay hoành này đẹp này. Quý vị nhìn tay hoành này. Được cái là những được nhiều nhất giật. Đúng không? Nhiều nhất giật. Ừ. Cây cốt cây này. Cây nó đang ra những mầm che thân. Nó chưa được. Đúng rồi, nó chưa được rõ cốt. Nói chung em sai chia sẻ cái không gian và những tác phẩm nào của em ở đây. Cái này nào mà lọc ra rõ thì ngắm sướng, sướng hơn. Cái hôm anh Thành về làm đá là không còn tin lá nào ấy. Nhìn thích lắm. Nhìn thích đúng không? Cái này thì cũng mỗi phần trên nữa thôi. Phần trên với quả phúc của cây hoành nữa thôi. Đấy, quả phúc với phần trên nữa là xong thôi. Hòm hòm thôi. Đúng không? Đấy. Đây cô si này không? Một cô si rất quý đây quý vị này.
chưa bao okay đấy. Lâu lắm rồi đấy. Ừ. Cái ảnh giờ rễ nó đã bẹt. Trước em định phối đá nhưng vì sao anh em tham gia bảo bây giờ nó đang có cái gạch cổ trong kia. Thôi. Để chơi cổ thôi. Trước lấy về là da nó tím như này này. Ừ. Về em nó phơi nắng rồi giờ nó trắng hết rồi. Rồi. Nói chung là tất cả một cái định hướng có hết sẵn rồi. Cái này khoảng 3 năm nữa. Đấy, quý vị ngắm vài cái phôi của em đang nuôi đây. Đang hơi tốt nên là cũng khó chia sẻ về cái độ cắt giật và chuyển. Ôi con này già quá này. Không dương bắt đồ toàn đồ già chứ ạ. Rất già đấy. Cút nhiều quá quý vị ạ. Tiếp tục chia sẻ với quý vị cái phôi này nữa. Phôi nhiều đầu quý vị này. Cốt cái sữa già đấy không nhỉ? Cốt già đỏ. Đỏ luôn. Cây nó đang sữa cây, lá. Đây, chất rồi quý vị này. Đây. Đâu, trước em để trên tầng nó bị ấm nắng. Đấy. Trước để trên ban công. Trong cái nhà kính nhìn lá nó buồn. Đợt trước là có cây này với cây này em để trên ban công này. Đợt này em đang cười cho ăn. Như cô Si được quý vị. Quý vị cứ xem ít phôi video sai sẽ chia sẻ mấy cái hoàn thiện nữa. Và toàn cảnh sân cho quý vị chiêm ngưỡng. Mà này đẹp quá quý vị ạ. Đồ già đẹp quá. Đẹp. Con này dáng thích thích luôn. Dáng đẹp giật nhiều quý vị ạ. Rất rất đẹp. Em quay lại chơi cây năm bao nhiêu hả Dương? Em mới chơi lại từ đầu năm đấy anh. À từ đầu năm à? Cứ chơi xong lại bỏ, chơi xong lại bỏ mấy lượt đấy. Ừ, anh hy vọng là lần này quyết tâm mình sẽ đúng rồi. Vì mình mua những cái gì mình chăm bẵm thì sẽ bền hơn. Thực ra em là cũng gọi là mới chơi nhưng cũng bạo tay. Thực ra cây này trước là cây hoàn thiện nhá. Nhưng mà nó có một cái tay ở đây này. Đấy, họ lấy ra đây nhưng mà nó không phải ở cái điểm dương này. Chuẩn luôn. Đấy, thế và em mới bóc cái này ra. Và em nuôi lại cái tay này, nó là điểm dương. Em cắt hợp lý. Đấy, xong này ra rồi, nuôi đây nữa. Che đây để che cái lưng của cái cành hoành. Bên này, bên này trước không có. Đúng rồi. Họ tận dụng từ cái tay này ra. Đúng rồi. Nhưng mà em nhìn thấy nó tỉ lệ nó không đạt. Đúng rồi. Đầu em nuôi lại, ra. Nuôi lại mầm. Nhất trí, ok. Này, nuôi lại hai cái bông này sau này cây là ổn. Là đẹp. Hợp lý đấy. Với quả phúc này theo anh em làm tí tay đỡ phúc nữa. Để cho quả phúc nó to ra mà che ở dưới này. Tức là những cái mầm ở đây này. Em chạy nó lắc lắc lên tí để gọi là đỡ phúc. Thì nó sẽ quả phúc em sẽ to hơn. Đấy mà nó che được cái dưới này. Nó không bị cháy phần dưới này. Quan trọng nhất là đồ em bắt nó đồ già thôi. Còn đây quý vị, đôi long của Vionsai để lại cho em Dương đây. Về được yên vị tại sân đây rồi quý vị. 5 giờ sáng em Dương cậu Ninh Bình đã trở lên được rồi. Cái này thì Vionsai cũng không chia sẻ nhiều nữa. Vionsai quay cũng rất nhiều ở Vionsai của Vionsai rồi. Em về em trầu bộ ba. Cái cây này em cho cái đôn cao lên nữa được. Vâng. Đang bị thấp cả mặt chậu luôn. Không, cây này em đang xác định là thay chậu. Ừ, thay chậu. Nằm một cái bộ chậu nữa, có thể là giống hai cây này. Ờ, đúng rồi. Giống hai chậu này để sau là trầu thành bộ ba. Ừ, cũng được. Đây là cái chậu cũ của chủ cũ ấy, mới về. Em làm một cái nữa giống này luôn ấy, của Thiêm nhá, Thiêm Thái Bình. Vâng. À, thì nữa anh đưa số điện thoại cho. Vâng. Gọi. Là được. Hai cái chậu nữa mình thành bộ ba đẹp được. À, con trực này đẹp. Em có một đôi chứ nhỉ? Vâng, một đôi trực ấy chứ. Đấy, trực rất già đấy quý vị ạ. Một thầy chậu. Dạp mịn lắm ơi. Con trực này già lắm không ạ? Già. Ừ, đang đẩy nu thân này này. Trực này rất là già. Có tuổi đấy quý vị ạ. Thân 1. Đây đằng sau là em còn một đôi long với chậu cây trực nữa. Nó không có không gian đứng để xa để Vionsai chia sẻ được. Vionsai cứ lướt qua một chút cho quý vị các bạn chiêm ngưỡng. Hôm nay Vionsai chia sẻ với hình thức là chia sẻ quý vị bạn biết sân chơi của em Dương Quảng Ninh. Đây là cái gì Quảng Ninh nhỉ? Địa chỉ ở đây là cái gì Quảng Ninh? Đây là Mạo Khê, Uông Chiều.
Đông Triều. À Đông Triều Quảng Ninh. Ok. Thôi thì anh cứ để số điện thoại của em lên màn hình. Vâng. Rồi anh em nào mà có yêu thích cái gì đó thích hơn mình chẳng hạn, vâng, thì giao lưu cho anh em một tí. Vâng. Chứ đừng nói không giao lưu buồn lắm em nhá. Không, thực ra đúng không? Em mới chơi lại là nhờ kiên nhờ đồ. Anh em mình cứ đưa số điện thoại xong là anh em nào thích cái gì thì giao lưu tí cho nó vui. Đấy cái gì cũng vậy. Khi em ở gần đến chơi chơi giao lưu anh em mới biết là thật. Chơi cây là phải giao lưu. Mà nó có qua đây thì nó có số đấy. Đúng rồi. Mà mua bán đây không chứ anh em vào ngắm. Thật. Ngắm mà anh em cứ thích cây thì đến nhau là vui. Anh đúng rồi. Cứ gọi đến ngắm với nhau là vui rồi. Cứ đến đây làm chén rượu là không về cũng được, không sao cả. Đúng không? Đẹp, vừa lòng đẹp quá. Đúng là có duyên thật. Không muốn một vết đục là em là chơi em cũng không ngại đục. Không muốn cái thằng này này ngại đục, nhưng trong đó là rất thích đục đúng không? Đục thì rất đẹp. Đấy. Đục rất đẹp luôn nhưng mà nó rất ngại đục. Thành là nãy Dương bảo rồi, Thành đục đẹp lắm. Trước là người ta thả nước. Em sai đi review quý vị các bạn xem cái phong toàn cảnh ngôi nhà của em ấy, cho quý vị cùng ngắm. Mấy em cứ bảo là quay cây cảnh và nhà đẹp đúng không? Em sai chia sẻ ngôi nhà của em cũng rất là đẹp cho quý vị chiêm ngưỡng. Ui đằng trước đây còn một loạt đấy công này. Đấy, toàn đôn chậu đẹp quý vị ạ. Đấy, sạch sẽ lắm quý vị. Rất đẹp bên hông này quý vị này. Em chơi ruối rất nhiều. Rất nhiều những tác phẩm ruối. Đây quý vị. Cái ruối chắc mới đi chơi về. Cây ruối bonsai Phạm Hải Dương, khu đô thị mới Hoàng Quế. 0974003 87. Đấy, bên hông này cũng còn một loạt nữa quý vị này. Wow. Sạch sẽ chưa? Từng cái đôn, cái chậu. Nói chung nói về em Dương rất yêu cây cảnh. Vèo dài cảm nhận vì nhìn cái cách trưng bày của em và cách em dùng những cái đôn, cái chậu rất sạch sẽ để làm cho tác phẩm của mình. Không gian của em là được khoảng tầm thế bảo 500 mét vuông nhỉ? 500 mét vuông. Một ô này, tới cả bên kia 560. 560. Yeah, rộng rãi, đẹp. Em sinh năm 8 mấy mà sao đất em rộng vậy? Em 87 nè. Sao đất rộng thế? Đúng là người ta bảo tất cả phải là do duyên. Duyên hết đấy. Duyên đấy. Đúng, mua đất cũng phải là có duyên. Tại vì người bên cạnh nó là cái duyên của em. Em mua miếng đất này rất là có duyên bởi vì cái anh chủ đây anh xác định không ở. Thế nhưng mà khi anh xuống đây em bảo là em có nhã ý là muốn mua miếng này. Anh trả lời câu luôn, miếng này chắc chắn là của chú. Bởi vì anh hiểu cảm giác mua cái miếng liền kề của mình nhà anh à. Anh cũng đang lấy một miếng như thế. Đúng rồi. Hợp lý. Xuống phát là anh chốt luôn cho miếng này. Nói chung là không gian đẹp, mới đây em có một dàn trên đưa bưng tay nữa thì đẹp lắm. Đấy mình rồi. Thôi anh nói này, anh thay mặt những người yêu cây cảnh chúc em và gia đình mình khỏe nhá. Chúc em làm sao là làm kinh tế phát đạt để mình có điều kiện vào những cái phôi quý và cây quý. Chúc mừng rất nhiều. Nhân dịp đây là chúc các anh luôn luôn mạnh khỏe. Ok. Truyền lửa cho làng cây. Ok, cảm ơn em. Chào tất cả mọi người nhé. Ok. Vì em sai chào quý vị các bạn rất nhiều nhá. Chia sẻ một vòng với quý vị nhìn mẹ.